Salah và Men ghi bàn, Liverpool lội ngược dòng thắng Bournemouth. Mohamed Salah và Sadio Men tỏa sáng giúp Liverpool lội ngược dòng giành chiến thắng 2, một trong cuộc tiếp đón, Bournemouth ở vòng 29 Premier League. Sân Anfield chết lặng chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc. Joe Gomez phòng ngự chủ quan, để mất bóng ngay trước vòng cấm. Và Liverpool phải trả giá bằng việc Callum Wilson ghi bàn mở tỷ số cho Bournemouth. Callum Wilson chính là người cướp bóng từ chân Joe Gomez với pha tranh chấp tinh quái trước khi đưa bóng vào lưới trống sau pha phối hợp nhịp nhàng của các cầu thủ bốn mất Tuy nhiên, Joe Gomez không phải người duy nhất mắc sai lầm ở trận này, bởi hàng phòng ngự bốn mất liên tiếp mắc lỗi. Để cho Liverpool lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1. Phút 25, Jack Simpson, để cho Sadio Mane cướp được bóng ngay trước vòng cấm bốn mất. Đường truyền sau đó của Sadio Mane hơi sửa lưng. Nhưng Mohamed Salah vẫn có pha xử lý cận chân đẳng cấp để gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Đáng chú ý. Jack Simpson mắc sai lầm dẫn tới bàn thua chỉ 5 phút sau khi vào sân thế chỗ Steve Cook dính chấn thương, mà lội ngược dòng của Liverpool hoàn tất ở phút 33. Virgil vâng van Dijk có pha cắt bóng rất hay ở khu vực giữa sân rồi tung đường truyền phản công sắc bén, cho Sadio Mane thoát xuống ghi bàn. Hàng phòng ngự bôn mất dâng lên quá cao, để lộ ra khoảng trống mênh mông sau lưng và Sadio Mane dễ dàng đánh bại thủ môn Aaron Ramdel trong pha đối mặt 2, một nghiêng về phía Liverpool cũng là tỷ số cuối cùng ở trận này. The Cop chơi áp đảo trong hiệp 2, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, vào lưới bôn mất. Sadio Mane suýt nữa lập cú đúp, nhưng cú sút xa tuyệt đẹp của ngôi sao người Senegal lại bị xà ngang từ chối ở phút 74, phía bên kia sân, Bournemouth mất cũng. Khiến Liverpool top team ở phút 61 khi Ryan Fraser tâng bóng qua đầu của thủ môn Adrian nhưng James Milner kịp lùi về cứu thua ngay trước vạch vôi. Lội ngược dòng đánh bại bôn mất 2, 1. Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Premier League 3 chiến thắng nữa. Nếu lần lượt vượt qua, Everton, Crystal Palace, và Man City, thầy trò huấn luyện NV Jurgen Klopp sẽ trở thành tân vương trên sân FTH. Chiến thắng này cũng là bước chạy đà như ý cho Liverpool trước khi tiếp đón Atletico Madrid ở trận, lượt về vòng 16 đội Champions League. Trong trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, The Cop đã thua 0-1 vì bàn thắng sớm của Sony Guest. Gạch chéo chấm, bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận để thể hiện điều đó. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.